kính chào tất cả các anh chị khách hàng thân mến. Và để tiếp tục phê thống nhà đẹp thì trong buổi chiều ngày hôm nay, thằng Ly đang có mặt tại trục đường Phạm Văn Hai thuộc phường 5 quận Tân Bình. Đó thì gửi khách hàng mình một căn nhà chính chủ xây dựng mới, diện tích thì tương đối dài, ngang 4, chiều sâu là 18m. Nhà mình tọa lạc ngay khu nhà dân cư ở Yên Hữu, đường trước nhà rộng 7m, hai chiếc xe ô tô chúng ta di chuyển tránh nhau thoải mái. Đó, đường trải nhựa, hẻm thông ga, trục đường Hoàng Sa, thông xe hơi nha cả nhà. Một vị trí tương đối đẹp. Kế bên nhà mình là có văn phòng công ty, tiệm nail, tiệm tóc. Nhà mình mà mình ở có thể là kinh doanh mua bán nhẹ nhẹ tại nhà cũng được luôn. Đó, vị trí thì tương đối đẹp, ngay phường 5 quận Tân Bình, kết nối với trục đường Cách Mạng Tháng 8. Cả nhà mình di chuyển về trung tâm quận 1, quận 3 chỉ khoảng từ 5 đến 10 phút, hoặc có là về Phú Nhuận khoảng 5 phút thôi nha cả nhà. Ngay trục đường Hoàng Sa, Trường Sa di chuyển đi đâu cũng tiện. Một vị trí phải nói là quá đẹp luôn. Đó. Và cùng Hằng đi di chuyển bên trong ngôi nhà để tham quan nè. Nhà mình thuộc hướng chính là hướng Bắc, phù hợp khách hàng mình cứ mệnh là Đông Tứ Trạch, với kết cấu chuẩn là một trệt ba lầu, mẫu kiến trúc hiện đại, mỗi tầng gia chủ đều có chỗ ban công ra bên ngoài vô cùng thông thoáng. Đó, có diện tích chiều ngang là 4m, chiều sâu là 18m. Công năng sử dụng gồm mặt tiền dùng để kinh doanh, phòng khách, phòng bếp, khu vực radar ô tô. Bên trên có tổng là 4 phòng ngủ, trong đó mình có phòng thờ, ban công, sân thượng, khu vực trồng cây, trồng hoa đầy đủ luôn nè cả nhà. Một căn nhà phố gia chủ đang rao bán, phân khúc giá bán 14 tỷ hơn nhẹ nhàng. Giá còn bớt, khách hàng mình thiện chí mua nhanh nữa. Đó, cho một căn nhà đầy đủ công năng cho đại gia đình của mình an cư sinh sống. Ngay vị trí phường 5 Tân Bình, giáp ranh với quận Phú Nhuận, cũng như là kế bên trục đường Hoàng Sa, Trường Sa. Cả nhà mình di chuyển thì không ngập lụt, không kẹt xe, đi đâu cũng tiện hết. Kế bên sân bay Tân Sơn Nhất cách chỉ khoảng 5 phút. Vàng đi di chuyển vào bên trong ngôi nhà để chúng ta cùng tham quan. Được gia chủ trang bị cho mình gồm hai lớp cửa, một lớp cửa cuốn kèm một lớp cửa nhôm sinh pha kính cường lực 10 ly. Đó. Ngôi nhà này do kiến trúc sư Mai Đo thiết kế, có bố hành với mình trong thời gian an cư sinh sống. Sổ hồng chính chủ công chứng mua bán trong ngày. Và tài khoản không gian khu vực tầng trệt hiện tại gia chủ mình đang sử dụng làm radar ô tô nè cả nhà. Đổ được xe ô tô 4 chỗ 7 chỗ xe bán tải tương đối thoải mái. Đây, một căn nhà thiết kế theo mẫu hiện đại, ngang 4, chiều sâu là 18m. Đó, radar ô tô đậu phía trước nè. Gia chủ thiết kế cho mình bậc cấp nhẹ, di chuyển không gian khu vực phòng khách liên thông vào bên trong. Một căn nhà thiết kế quá là xinh luôn. Bên trên trần của mình trần chìm giật cấp, đèn led âm trần, đèn chùm. Bên dưới gạch là lớp gạch dạ gỗ cả nhà. Tông màu trắng, màu kem, màu xám, nhìn nhẹ nhàng mà quá là sang luôn. Đó, phòng khách liên thông vào bên trong. Sofa, bàn trà, kệ tủ tivi. Bên trên có hệ thống đèn chiếu sáng nữa cả nhà, nhìn vô cùng lung linh luôn. Mảng tường của mình được gia chủ nhấn nhá dán giấy dán tường, trang trí làm điểm nhấn cho ngôi nhà. Đó, khu vực kệ tủ tivi, cái tông màu nó kem mà nó vàng, nhìn nó phải nói là quá đẹp luôn á. Và gia chủ thiết kế cho mình thang bộ nằm ở giữa nhà. Bên dưới chân cầu thang của mình khu vực tiểu cảnh mini nè. Đó, thang bộ được gia chủ mình ấp đá marble, tay vịn bằng trụ gỗ, lan can bằng sắt. Và di chuyển vào khu vực phòng bếp bên trong đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện. Hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới, bộ bàn ăn 6 ghế, tủ lạnh lớn 2 cánh. Trong đó đã được gia chủ mình trang bị đầy đủ bếp âm mặt đá, máy hút mùi, bồn rửa. Toàn bộ sử dụng là chất liệu gỗ an cường, những cái nhà có chống mới mọt, chống mẩm và bảo hành với mình trong thời gian an cư sinh sống. Và di chuyển xuống phía cuối ngôi nhà của mình, đây khu vực này. Đó, gia chủ thiết kế cho mình cái kệ có thể là trồng cây, trồng hoa. Nhưng mà hiện tại bên trong nhà của mình đã gia chủ đang trưng bày là hoa giả nha cả nhà. Đây, nhìn thông lên bên trên. Đó, ô cửa giếng trời. Các phòng ngủ bên trên thì phòng phía trước có ban công, phòng phía sau có giếng trời vô cùng thông thoáng. Và gia chủ thiết kế cho mình toilet sử dụng tại tầng trệt nè. Bồn vệ sinh, lavabo đường soi, vòi tắm hoa sen đứng, gạch ốp cao phun trần lên trên. Tông chủ đạo là màu xám, nhìn vô cùng sang. Và cùng Hằng này chúng ta ngắm như là một lần nữa từ kiến trúc phía cuối ngôi nhà. Ngôi nhà này với diện tích chiều ngang nó là 4m, chiều sâu là 18m. Thuộc hướng chính là hướng Bắc, một hướng tương đối mát. Công năng thì đầy đủ cho một đại gia đình của mình an cư sinh sống. Và gia chủ đang rao bán với mức giá là 14 tỷ 450 triệu đồng. Giá còn thương lượng trực tiếp chủ nhà của mình nữa. Vàng đi sâu trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà cho một căn nhà đầy đủ công năng cho đại gia đình của mình an cư sinh sống. Đó, thang bộ thiết kế nằm ở giữa nhà, tương đối phù hợp đúng cả nhà. Bên dưới thì lót gạch dạ gỗ, nhìn quá là sang luôn. Đẹp quá ha. Nét quá cả nhà ơi. Và cùng Hằng đi chúng ta ngắm nhìn là một lần nữa, em tiếp tục di chuyển lên các tầng bên trên để cả nhà mình cùng tham quan.
Đây, từ nhà mình nhìn ra mặt tiền chính phía trước nè, ngang 4 nhà 18, đường rộng 7 mét, đường trải nhựa, khu dân cư ở hiện hữu mà hai chiếc xe ô tô chúng ta di chuyển tránh nhau được đấy chứ, và di chuyển lên các tầng bên trên. Nó thang đi tương đối đều bước mà cái tông màu trắng ốp đá marble nữa đó nha, nhìn nó sang mà xịn gì đâu luôn á. Một căn nhà duy nhất ngay trung tâm quận Tân Bình mà được gia chủ mình thiết kế nội thất cao cấp đầy đủ công năng. Lâu lâu mới có một căn nhà đẹp ngay quận Tân Bình như vậy á, nhìn nét gì đâu luôn. Và di chuyển lên các tầng bên trên, thằng đi đang có mặt tại lầu 1, được gia chủ thiết kế làm hai phòng ngủ, phòng phía trước và phòng phía sau. Đây, phòng ngủ đầu tiên của gia đình mình đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện, cái cửa ra vào sử dụng là lõi của An Cường luôn nè. À, mỗi phòng đều được gia chủ mình trang bị đầy đủ nội thất và tại đây sử dụng riêng bên trong. Vách kính ngăn riêng nên có nhà khi tắm không bị văng nước ở bên ngoài, bồn vệ sinh lavabo đun sôi. Đó, gạch ốp cao phun trần lên trên luôn nè. À, tông cho là màu xám nhìn sang quá ha. Vòi tắm hoa sen đứng. Và phòng ngủ của mình đã được gia chủ trang bị hoàn thiện, chúng ta có giường ngủ, kệ tủ tivi, bàn trang điểm, sofa, ô cửa sổ riếng trời, hệ tủ táp đầu giường, tủ quần áo đục nóc lên trên luôn cả nhà. Được gia chủ sử dụng toàn bộ là chất liệu gỗ An Cường, có chống mới mọt, chống ẩm và hoành tráng mình trong thời gian An cư sinh sống. Bên dưới gạch của mình là lớp gạch da gỗ nè. Cái tông màu này nó tương đối đẹp đúng không? Tông màu trắng. Nhìn sang quá cả nhà ơi. Và phòng ngủ thứ hai nằm ở phía trước. Căn nhà này tọa lạc ngay vị trí kế bên chợ Phạm Văn Hai. Cả nhà mình đi chợ hoặc là đi trung tâm thương mại siêu thị thì ngay trung tâm đi đâu cũng tiện, hoặc là về quận Phú Nhuận, quận 1, quận 3 thì tương đối gần luôn. Ngay vị trí này phải nói là quá đắc địa luôn rồi. Đó, và phòng ngủ tiếp theo cũng được gia chủ mình trang bị toilet sử dụng riêng bên trong. Đèn cảm biến luôn, khi mà hàng đi lại gần điện tự động sáng lên. Bồn vệ sinh là vô đường soi, vách kính ngăn riêng nè, giá treo đồ và tấm hoa sen đứng đầy đủ và hoàn thiện. Đó, và phòng ngủ của mình, phòng ngủ phía trước đẹp chưa, tính ra phòng này là phòng master luôn rồi. Mình có bàn trang điểm nè, rồi giường ngủ, kệ tủ tivi, sofa, tủ quần áo đục nóc lên trên luôn cả nhà. Rèm màn cửa phía trước, ban công chỗ ra bên ngoài. Tòa lạc ngay khu nhà cao tầng dân cư ở hiện hữu, hẻm này là hẻm thông xe hơi ngay trục đường Hoàng Sa nữa chứ. Nó đẹp quá ha cả nhà. Đây, ban công phía trước nè. Đó, ban công chỗ ra khoảng 1 mét, có trồng cây trồng hoa, view thì tương đối thông thoáng. Và cùng Hằng đi, chúng ta lại tiếp tục di chuyển lên các tầng bên trên để tham quan ngôi nhà. Cả nhà mình quan tâm ngôi nhà này, hãy liên hệ cho Hằng Ly với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình để đến tham quan thực tế và sổ ngôi nhà giá bán tốt nhất cho một căn nhà phố. Phân khúc giá bán 14 tỷ hơn, nhà đẹp, sổ hồng chính chủ công chứng mua bán trong ngày. Và di chuyển tiếp tục lên các tầng bên trên. Lầu tiếp theo, phòng ngủ thứ ba, phòng ngủ thứ tư. Cái này mình quan tâm ngôi nhà này, hãy đến tham quan thực tế của ông Hằng đi và làm việc trực tiếp với chính chủ như cả nhà. Đó, các tầng bên trên nè, hoặc có là mình cần tìm nhà phố các quận như là quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, quận Tân Bình và những căn biệt thự các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Hãy bấm vào kênh YouTube Nhà đất Hằng Ni. Trên kênh của em có hơn 1.000 căn nhà, khách hàng mình lựa chọn ngay một căn nhà ưng ý nhất với giá bán hợp lý nhất. Và phòng ngủ tiếp theo cũng được gia chủ mình trang bị hoàn thiện, tương đồng giống tầng bên dưới, cũng là đèn cảm biến mình lavabo luôn á. Đó, sang chưa, nét quá cả nhà. Và bên trong phòng ngủ của mình cũng đầy đủ nội thất, kệ tủ tivi, giường ngủ, sofa, bàn trà, bàn trang điểm, tủ quần áo đục nóc lên trên luôn nè. Đó, đây gia chủ sử dụng toàn bộ là chất liệu gỗ An Cường cho mình đó chứ. Một căn nhà phải nói là đầy đủ công năng cho đại gia đình của mình an cư sinh sống. Và nhìn ra khu vực này á, là kệ tủ tivi nè cả nhà. Đó, đồng bộ với phòng ngủ luôn, tương đối sang luôn á. Và tiếp tục di chuyển là phòng ngủ thứ tư, nằm ở phía trước có ban công chỗ ra bên ngoài thông thoáng lắm. Đây, cũng đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện, một căn nhà đầy đủ công năng cho đại gia đình của mình an cư sinh sống. Hoặc có là
mở văn phòng công ty cũng được luôn nha cả nhà. Vị trí đường này thì mình mở 13 văn phòng công ty, ngay khúc mà đoạn Phạm Văn Hai mình giao với đường Hoàng Sa. Đường Hoàng Sa Trường Sa thì đi di chuyển tương đối thuận tiện ra trung tâm quận 1, quận 3, quận Phú Nhuận luôn rồi. Ở phòng ở phía trước nè, cũng đầy đủ, có ban công chỗ ra bên ngoài, rèm màn cửa hai lớp. Bên trong phòng của mình gia chủ thiết kế cũng rất là đẹp luôn. Hả? Sen quá ha. Đây. Đẹp quá cả nhà ơi. À. Và cùng Hằng Ni di chuyển tiếp tục lên lầu thứ 3 để tham quan ngôi nhà. Cả nhà mình quan tâm ngôi nhà này hãy đến cùng Hằng Ni để tham quan thực tế cho một căn nhà phố ngang 4, chiều sâu là 18m. Nhà mình thuộc hướng chính là hướng Bắc, ngay trục đường Phạm Văn Hai. Cũng như là quý khách hàng mình đang tìm một căn nhà phố trung tâm quận 1, quận 3 mà chưa tìm có thì xem ngay thử căn này. Ngôi nhà này mình di chuyển về đường Cách Mạng tháng 8 cũng tương đối gần luôn á. Đó, và bên trên nè cả nhà, ô cửa lấy sáng lấy gió trực tiếp trên ngôi nhà. Ô cửa hướng trời, khu vực cầu thang nè, những khung sắt bảo vệ tương đối kiên cố và chắc chắn. Thang bộ của mình thì đi tương đối đều bước luôn. Đó. Và khu vực tầng tiếp theo, lầu thứ 3, gia chủ thiết kế cho mình phòng thờ ông bà tổ tiên thì theo phong tục tập quán của gia đình mình. Đây, phòng thờ vừa đủ để sử dụng nữa cả nhà. À, và mình sẽ có sân thượng phía sau. Ở đây sử dụng làm sân phơi, nơi giặt sấy, nơi để máy giặt máy sấy cũng được luôn. Mình để thêm những khung sắt bảo vệ nha cả nhà. View thì tương đối thông thoáng luôn rồi, khu nhà cao tầng. Đó. Đây. Và mình có thang sắt di chuyển lên tầng tâm bên trên, nơi đặt bồn nước, cây máy nước nóng, năng lượng mặt trời. Đó, thoáng quá ha. Còn này là ô cửa giếng trời, lúc nãy Hằng có quay rồi nè. Và di chuyển tiếp tục ra ban công sân thượng phía trước. Đó, nhà mình đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn á. Ban ngày đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn, quá là thông thoáng. Ban công sân thượng phía trước thì mình để được khoảng chừng 4-5 bàn tiệc, có cái nhà tương đối thoải mái luôn. Lên đây nhâm nhi một ly trà, một ly cà phê, để thêm bàn trà, ghế ngồi nữa. Gia đình mình quay quần bên nhau tổ chức tiệc nướng BBQ. View thì quá đẹp luôn đó nha. Đó. Đây. Cả nhà mình quan tâm ngôi nhà này hãy liên hệ cho Hằng Ni để đến tham quan thực tế và sổ ngôi nhà cho bán tốt nhất. Gia chủ đang rao bán cho ngôi nhà này với mức giá là 14 tỷ 450 triệu đồng. Giá còn thương lượng trực tiếp với nhà của mình nữa. Và tầng tum bên trên nè, nơi đặt bồn nước, cái máy nước nóng, năng lượng mặt trời. Và video của Hằng Ni đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Ni chân trân trọng cảm ơn khách hàng mình rất là nhiều. Đừng đón xem và ủng hộ cho em, cũng như khi xem hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm mật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Và trước khi kết thúc video, Hằng Ni xin gửi lời cảm ơn một lời chúc đến đại gia đình của mình. Các cô chú anh chị luôn có sức khỏe, an yên và tràn đầy hạnh phúc. Và em xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt. Bye bye.